Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Vnốc Nhà Nông. Hôm qua và cách đây vài ngày có mấy bác bảo là đợt này thời tiết lạnh thì nên tuốt lá đào như thế nào và vào thời gian nào là hợp lý nhất. Thì hôm nay em cũng xin chia sẻ qua và cũng giải thích qua một số điểm như thế này. Đối với những cây đào mà ở dưới đất thường là sẽ tuốt lá, nó cơ bản, nói về mặt cơ bản ấy, mới trên chậu nó như nhau, nhưng mà thường thường ấy, những cây dưới đất bao giờ nó cũng sẽ nhanh nở hơn là ở trên chậu. Lý do tại sao? Đối với những cây, em nói xin nói nhá, trên chậu này nó lại có hai dạng trên chậu. Bây giờ đầu tiên mình nói trên chậu nhá. Nếu trên chậu mà mình chuyển lên sớm từ tháng 10, có nghĩa là từ tầm đầu tháng 10 cho đến rằm tháng 10 thì cây nó ra được dễ rồi, thì nó lại như cây, nó nực cây thì lại như cây ở dưới đất. Còn đối với những cây mà cuối tháng 10 âm lịch, có nghĩa là khoảng tầm từ 25 cho đến 30 tháng 10 âm lịch mà cho lên chậu, thì có thể là để đến tầm mùng 5 đầu tháng 11 tuốt thì nó cũng như cây ở dưới đất. Mà nếu mà cây mà ở cho lên chậu, những cây mà chuyển lên trên chậu sớm từ tầm mùng 1 cho đến mùng 5 tháng 10 âm lịch thì cho lên chậu, mới đầu nó xuồng lá nó rụng rất là sơ sát, nhìn nếu mà cảm tưởng ấy, nó chỉ còn một ít răm ở trên cây thôi. Đấy, để em quay ra đoạn điểm này. Đây em quay ra đoạn điểm này này. Đấy. Đối với những cây mà mình nên chậu sớm như cây này nhá, em nói cây này là đưa lên chậu khoảng tầm mùng 5 tháng 10 thì khi đưa lên gặp nắng hanh nó sẽ bị rụng bớt lá rồi. Thì mỗi một cành nó chỉ còn khoảng tầm đây này. Lá nó còn điểm cần này này. Đấy. Mắt nụ bên dưới này nó gần như đây, không đây không phải mình vuốt tuốt mà là nó rụng này. Đấy. Thì những cây như thế này, bây giờ lại phải nói về một vùng miền. Còn cây như thế này ấy, là để em nói luôn là sang khoảng từ tầm mùng 5 cho đến 10 năm 20 tháng 11 âm lịch mới tuốt. Cái quan trọng nhất vẫn là thời tiết. Như bây giờ như em tính là mình là miền Bắc, nhưng miền Bắc phải phân ra khu Bắc Giang, Lạng Sơn, thì trên khu vực đó thì thời tiết em không nắm được. Khu Lạng Sơn như tầm Bắc Giang này và khu Hà Nội đấy và khu Hưng Yên, thời tiết ấy thì nó tương đương nhau. Còn các bác mà như kiểu một số bác như kiểu là em cũng có giao lưu với những bác là ở trên Lai Châu, Lào Cai đấy, là khu gọi là Điện Biên ấy, khu vực lạnh thì họ sẽ tuốt lá từ hôm 20 tháng 10 âm lịch, tầm 20 đã có người tuốt rồi. Còn đối với như mình lấy là thời tiết của Hà Nội đấy, thì mình sẽ tuốt vào khoảng bắt đầu từ tầm mùng 5 hoặc là từ mùng 1 tháng 11 âm lịch, vẫn như hàng năm. Năm nay thời tiết rất là thuận nhá. Nhiệt độ ấy nó phải xuống dưới 15 độ mới sợ, chứ còn trên 15 độ này ấy, đào vẫn phát triển bình thường. Thường thường ấy thì cây đào khi các bác hãm chặn xong thì bao giờ nó cũng sẽ xuống tỉ lệ lá, nó xuống lá như này, nụ vào rất là nhanh. Để em quay ra nhá. Nhiều bác bảo là cây, đây nhìn này, lá này nó còn bao nhiêu đâu mà mắt nụ bên dưới ấy. Mắt nụ như này này nhá. Hôm nay ấy là 27. Hôm nay là 27 tháng 10 âm lịch. Cây này là sang bắt đầu mùng 5, tầm mùng 5 tháng 11 âm lịch bắt đầu tuốt. Thì đối với cách thức tuốt lá như khu vực Hà Nội, và có nghĩa em lấy thời tiết của Hà Nội hiện tại như bây giờ vào tháng tới, xem thời tiết gọi là 30 ngày tới, dự kiến thôi, dự báo thôi ấy, thì thời tiết là từ tầm mùng 5 đến mùng 10 tuốt rất là chuẩn. Đối với những nụ như thế này là bắt đầu từ tầm mùng 5 đến mùng 10 mình tuốt là chuẩn này. Còn là nếu mà to hơn, những cây mà rụng lá nhiều mà to hơn ấy, nụ to hơn, thì các bác có thể là tuốt điểm. Bây giờ như này, một cây như thế này nhá, em nói là một cây đang ở trên chậu hoặc là dưới đất đều như này, các bác sẽ tuốt cho em là 10% và từ hôm mùng 5 nhá. Các bác cách một dăm này, các bác tuốt dăm này nhá. Tuốt dăm này, bỏ lại dăm này. Có nghĩa là 100 cái dăm như thế này các bác sẽ tuốt 30 cái. Tuốt bớt đi. Từ hôm mùng 5 đến hôm mùng 10
đến từ mùng 10 đến 10 năm các bác xử lý tiếp là gọi là 30% còn lại. Đấy là thế, là có nghĩa là từ hôm mùng 5 cho đến hôm rằm là các bác đã xử lý được khoảng tầm 60%. Còn từ ngày 15 cho đến ngày 20-25 tháng 11 các bác xử lý nốt, thì có nghĩa là cây của các bác ấy nó sẽ ra hoa thành gần như là 3 đợt. Như thế thì không bao giờ trượt hoa. Những cái dăm các bác tuốt vào thời điểm hôm mùng 5 tháng 11 đến khoảng tầm cuối tháng 11, nụ to nó sẽ có như sang đầu tháng 12 ấy, từ tầm mùng 5 mùng 10 nó sẽ nở bói này, thì cây bắt đầu phải có hoa bói rồi. Thì những cái dăm các bác tuốt từ hôm mùng 10 cho đến rằm tháng 11 thì sang đến tầm 20 tháng 12 nó cũng lại đang ra hoa bói. Em xin khẳng định luôn là các bác nên tuốt lá bằng 2 đến 3 đợt thì hoa nó sẽ chuẩn hơn, mình không sợ trượt Tết. Vì đây là mình gọi là dự kiến thôi, chứ làm sao bảo là tôi tuốt một phát mà vào tất Tết được. Cái này gọi là mình làm mà tránh ảnh hưởng cho đến sợ trượt hoa thôi. Không, bây giờ mà thời tiết nó mà chả may nó như kiểu là sương muối, nó rét cho khoảng tầm 4-5 ngày, các bác không chú ý thôi, khi tuốt lá xong ấy, mắt nụ đang như thế này nhá, mà gặp sương muối nó thành mắt đen, nó thành nâu nâu mắt đen ấy, gần như là mắt không phát triển đâu. Sương muối về tầm tháng 10-11 này nó rất là tai hại. Ngày nắng, ngày thì nắng rát, đêm thì lại lạnh buốt. Thành ra là nhiều khi là hay bị hỏng mất mắt nụ là cái ở điểm này. Nên là em tư vấn luôn là đối với thời tiết ở nhiệt độ ở Hà Nội các bác cứ trung bình, em nói trung bình nhá, là từ cứ như mọi năm, từ mùng 5 cho đến tầm 20 tháng 11 tùy vào cây mà tuốt. Đối với mắt nụ như thế này, các bác cứ nhìn trên cây đây này, đây mắt nụ đây. Đấy, mắt nụ như thế này thì các bác cứ xử lý cho em là từ hôm mùng 5 cho đến rằm. Chuẩn đấy bác ạ. Thà mình, em nói luôn là thà mình nở trước Tết, có nghĩa là chơi hoa được từ tầm 2-3 Tết cho đến khoảng tầm mùng 5 Tết là tàn. Chỉ cần 10 ngày thôi, từ mùa gọi là 2-3 cho đến mùng 3 Tết là nó tàn cây. Mình chơi trong phạm vi đẹp nhất là ngày 30 và ngày mùng 1, còn các ngày khác không quan trọng. Chứ bây giờ nhiều bác cứ căn đến lúc nở vào hôm mùng 1, nhưng mà mùng 1 mà nó mà không nở được mà sang mùng 2, mùng 3 là cũng hết khách rồi. Thành ra các bác lưu ý cho em là cứ tuốt làm 3 giai đoạn. Từ mùng 5 là làm một phát, là xử lý 1/3 cây. Xong từ mùng 10 cho đến 15 xử lý 60%. Còn 40% kia là đánh nốt vào cái hôm 20 đến 25, xả gọi là vật lá nốt. Đấy, cứ vật dăm này, dăm cách dăm này là vật xong là nó sẽ cho nó nở điểm. Đây này, các bác mà có gì thắc mắc muốn hỏi thêm thì em cũng sẽ bình luận bên dưới. Thực tế ra là ở dưới đất mấy trên chậu ấy, tỷ lệ nó chênh lệch nhau không đáng kể đâu, gần như là nó như nhau mà. Đối với những hôm như hôm nay là hôm 27 tháng 11 âm lịch, đối với những cây mà đã xử lý đánh chặn dễ rồi, hãm rồi, rụng lá sẵn rồi, đưa lên chậu có thể là tuốt luôn được. Vì như kiểu là khi mình đưa lên chậu ấy là cây nó sẽ yếu hơn là để dưới đất. Thành ra là khi đưa lên yếu hơn thì nó phát triển nụ nó sẽ kém, nụ nó kém hơn thì mình sẽ được tuốt luôn. Chứ còn nhà cây ấy, mà nó đã ra rễ tôm, ví dụ là cây ấy, mà đang ở dưới đất mà nó đang rễ tôm ăn ấy, ui rồi nó phát triển, nó gặp mà ấm ấm lên một tí, thời tiết ấm mấy hôm ạ, có độ ẩm như này nhá, nó ra cực kỳ nhanh lên nụ và ra hoa. Còn đối với những cây mà đánh lên trên chậu rồi mà nụ như này ấy, em nói luôn không phải tuốt cây này Tết vẫn trắng hoa. Đây nụ này, mắt nụ này khả năng mấy cái lá này là để tận tầm 10-20 mới tuốt rồi. Mắt nụ này to quá. Cây này thành ra tuốt lá đôi khi là phải nhìn vào mắt nụ đấy. Hôm nay mình tính là 27 tháng 10 thì coi như thực tính là mùng 1 tháng 11 đi. Mắt nụ này không phải tuốt, cứ sang bắt đầu sang đầu tháng 12 cây này nở bói các cái dăm cụt.
các bác nhìn thấy đó là các cái nọc cụt này này. Bên trong ấy, các cái nọc cụt này rất là nhanh nở. Còn nở các cái dăm đầu này nó phải sang tầm từ 15 đến 20 tháng 12 cây này mới nở được. Vì thường thường lên chậu rồi nó sẽ yếu hơn là cây dưới đất. Chúc các bác xem clip vui vẻ.